Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành hai chiến thắng liên tiếp ở bang Iowa và New Hampshire. Mặc dù vậy, thì ứng cử viên Nikki Haley tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia cuộc bỏ phiếu ở bang Nam Carolina, khiến cho ông Trump tức giận. Và giờ đây thì ông vẫn phải chú ý đến cuộc đối đầu nội bộ của Đảng Cộng Hòa vào cuối tháng 2 và chưa thể tập trung nguồn lực để ứng phó với Tổng thống Biden, khi Đảng Dân Chủ đang có những bước đi hết sức mạnh mẽ. Và đến lúc này thì cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 chỉ còn có 3 ứng cử viên nổi bật. Và hãy cùng với chương trình cập nhật bầu cử Mỹ tổng hợp các đặc điểm và đánh giá cơ hội của mỗi nhân vật trước khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định. Về tiểu sử, đáng chú ý nhất là tuổi tác khi chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Nikki Haley gọi Tổng thống Biden và ông Trump là những ông già khó chịu. Quả thật là như vậy, bởi nếu tái đắc cử thì cả Tổng thống Biden và ông Trump đều trên 80 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ. Ứng cử viên Haley dĩ nhiên đang khai thác ưu điểm của mình khi bà mới chỉ 52 tuổi, quá cách biệt so với hai ứng cử viên nói trên. Mặc dù vậy, ít tuổi hơn cũng đồng nghĩa với việc ít kinh nghiệm hơn. Và hãy nhìn vào thời gian hoạt động chính trị của Tổng thống Biden. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí cao cấp trong quãng thời gian rất dài. Còn đối với ông Donald Trump, thời gian hoạt động chính trị có ngắn hơn nhưng vị trí của ông là Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021 và có tầm ảnh hưởng rất lớn trên chính trường. Về tài sản, do không phải công khai nên không có quá nhiều thông tin về ứng cử viên Haley. Mặc dù vậy, thì theo thống kê của tạp chí Forbes, tài sản ròng của cựu thống đốc bang Nam Carolina ước tính khoảng 8 triệu đô la Mỹ. Trong đó thì chiếm tỷ trọng lớn nhất là căn biệt thự rộng 5.700 m² có giá trị khoảng 4,7 triệu đô la Mỹ ở bang Nam Carolina. Với Tổng thống Biden, một báo cáo vào giữa năm 2023 của Nhà Trắng ước tính giá trị tài sản của ông vào khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu này, Tổng thống Biden đang đứng cuối danh sách khi xét giá trị tài sản của 6 Tổng thống Mỹ gần đây nhất. Trái ngược với vị trí của Tổng thống Biden là thứ hạng của ông Trump. Vị cựu Tổng thống sở hữu giá trị tài sản lên đến 3 tỷ đô la Mỹ. Thông tin này sẽ không làm mọi người ngạc nhiên bởi trước nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45, ông Trump được biết đến như một vị tỷ phú bất động sản và ngôi sao truyền hình. Theo tạp chí Forbes, khối tài sản khổng lồ của ông Trump bao gồm các dự án bất động sản ở New York, cũng như là các công ty truyền thông, sân golf và một nhà máy rượu 500 hectare ở bang Virginia. Khi xét đến các nét đặc trưng, quan điểm chính trị là yếu tố được quan tâm nhất nếu một ứng cử viên đắc cử tổng thống. Và vào lúc này thì phương thức hành động của Tổng thống Biden trên lĩnh vực ngoại giao sẽ khó giữ ở mức ôn hòa sau những gì xảy ra ở Trung Đông. Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm 3 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng ở Jordan, Tổng thống Biden chỉ nói rằng chúng ta sẽ đáp trả. Ngay sau đó, Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq, Syria và Yemen. Trả lời phỏng vấn chương trình Face the Nation của kênh CBS, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan đã cho biết rằng các cuộc tấn công vừa qua chỉ là sự khởi đầu trong chuỗi phản ứng đáp trả. Hoa Kỳ sẽ thực hiện nhiều biện pháp. Một số sẽ được công khai, nhưng Mỹ cũng sẽ có những biện pháp đáp trả bí mật khác. Cho đến nay, thì Iran vẫn tránh bất kỳ vai trò trực tiếp nào trong xung đột. Ông Sullivan cũng từ chối trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có thể tấn công các địa điểm trong lãnh thổ Iran hay không. Và lúc này, chính quyền của ông Biden muốn tránh xung đột trực tiếp với Iran, nhưng đối với ứng cử viên Haley, bà không ngần ngại thể hiện quan điểm khác. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News, ứng cử viên Haley kêu gọi Hoa Kỳ nên tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích để loại bỏ nhà lãnh đạo Iran, buộc họ phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào quân nhân của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Theo ứng cử viên Haley, Mỹ không cần tấn công trực tiếp Iran mà nên thực hiện giải pháp thông minh hơn. Tổng thống Biden cần truy lùng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC và nhắm đến giới lãnh đạo, những người đưa ra quyết định. Đòn tấn công này sẽ khiến cho Iran gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, thì ứng cử viên Haley cũng nêu thêm hai giải pháp bổ sung để đối phó với Iran. Tăng cường các biện pháp trừng phạt và tấn công các địa điểm sản xuất. Bà giải thích, bạn không thể để Iran kiếm tiền nữa vì đó là nguồn tài chính hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm. Điều thứ hai cần làm là tiêu diệt bất kỳ địa điểm sản xuất nào của Iran ở Iraq và Syria. Khi được hỏi liệu hành động theo hướng này có dẫn đến leo thang căng thẳng ở Trung Đông hay không, ứng cử viên Haley nhấn mạnh cần phải hạn chế năng lực tài chính của Iran. Bà nói, nếu bạn tấn công Iran một cách ngẫu nhiên sẽ dẫn đến căng thẳng leo thang, còn nếu bạn tấn công một cách thông minh, bạn sẽ không cho đối thủ có cơ hội làm tổn thương bạn một lần nữa. Về vấn đề Trung Đông, cựu Tổng thống Donald Trump còn có quan điểm cứng rắn hơn và ông cho rằng sự yếu đuối của Tổng thống Biden là nguyên nhân gây ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến cho 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Theo thông tin được đăng tải của cựu Tổng thống Donald Trump trên nền tảng xã hội Truth Social, ông nhắc lại cách xử lý Iran khi còn đương nhiệm. Ông viết, 3 năm trước, Iran yếu đuối, phá sản và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát nhờ áp lực chính trị tối đa. Vào thời điểm đó thì Iran chỉ có thể kiếm được vài xu để tài trợ cho lực lượng ủy nhiệm. Sau đó, Joe Biden đến và trao cho Iran hàng tỷ đô la Mỹ, số tiền mà chính quyền Tehran đã sử dụng để gieo rắc xung đột và gây đổ máu khắp Trung Đông. Cuộc tấn công ở Jordan sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống, và cuộc tấn công của Hamas và chiến sự Đông Âu cũng không bao giờ đã xảy ra. Giờ đây, thay vì có hòa bình thì thế giới đang trên bờ vực của Thế chiến thứ ba, ông Trump nhận định. Với sự cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump, có lẽ nhiều người sẽ thấy thú vị với ý tưởng ông trở lại với Nhà Trắng. Tuy nhiên thì đối với người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thì không. Bà Christine Lagarde cho rằng việc ông Trump tái đắc cử sẽ là một mối đe dọa đối với châu Âu. Reuters trích lời phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, nếu có bài học nào đó rút ra từ lịch sử, thì phương thức ngoại giao của ông Trump là một mối đe dọa. Bạn chỉ cần nhìn vào thuế quan thương mại và cam kết của ông ấy đối với NATO. Bạn chỉ cần nhìn vào thái độ của ông ấy trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là đủ hiểu mọi chuyện, Chủ tịch ECB cho biết thêm. Trong khi đó, thì mối quan hệ của Mỹ đối với khu vực châu Á trong trường hợp ông Trump tái đắc cử cũng không hứa hẹn sẽ tốt đẹp hơn. Và trả lời phỏng vấn kênh Fox News với chương trình Sunday Morning Futures, ông Trump cho biết sẽ áp đặt thuế quan đối với Trung Quốc nếu tái đắc cử vào tháng 11. Ông Trump cho rằng đó là công việc buộc phải làm. Hãy nhìn xem, thị trường chứng khoán gần như sụp đổ khi có thông báo tôi đã thắng cử sơ bộ ở bang Iowa. Và sau đó, khi tôi thắng cử ở bang New Hampshire, thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc. Khi được hỏi về thông tin cho rằng ông sẽ áp thuế 60% đối với hàng hóa Trung Quốc nếu tái đắc cử, ông Trump trả lời, không, tôi sẽ nói rằng mức thuế còn có thể cao hơn 60%. Được biết, trong thời gian làm Tổng thống thì ông Trump đã áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc với giá trị lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra gay gắt. Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Biden vẫn giữ nguyên thuế suất đối với Trung Quốc, nhưng có bổ sung thêm lệnh hạn chế xuất khẩu đối với chất bán dẫn tiên tiến vì lo ngại về vấn đề an ninh. Nhận định về một cuộc chiến thương mại khác, ông Trump lên tiếng bác bỏ. Ông cho biết, đây không phải là một cuộc chiến thương mại, tôi vẫn xử lý tốt vấn đề ngoại giao đối với Trung Quốc và cũng muốn Bắc Kinh có quan điểm tương tự. Tôi rất thích Chủ tịch Tập Cận Bình, ông ấy là một người bạn rất tốt trong nhiệm kỳ của tôi. Đó là những lời có cánh của ông Trump trên mặt trận ngoại giao. Tuy vậy thì đối với các thành viên bảo thủ của Đảng Cộng Hòa thì quan điểm chính trị cứng rắn là yếu tố không thể phủ nhận. Không chỉ trái ngược với Đảng Dân Chủ về chính sách ngoại giao mà các chính sách của Đảng Cộng Hòa đối với những vấn đề trong nước cũng có phần khác biệt. Theo trang tin The Hill, ông Trump cáo buộc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã sử dụng quyết định của tổ chức vì mục đích chính trị. Cụ thể, Fed đang xem xét giảm lãi suất đồng đô la để có thể giúp đỡ cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Trump cho rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ cố gắng điều chỉnh lãi suất theo hướng có lợi để mọi người bầu chọn cho Đảng Dân Chủ. Và lúc này thì những vấn đề trong nền kinh tế được Tổng thống Biden và ông Trump chú ý nhiều hơn khi Hoa Kỳ có tốc độ tăng trưởng đáng ngạc nhiên. Và Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng báo hiệu xem xét khả năng giảm lãi suất vào cuối năm nay khi lạm phát hạ nhiệt và GDP tăng trưởng tốt. Một số đảng viên của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện kêu gọi Chủ tịch Powell giảm lãi suất khi chi phí vay mượn cao làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở. Lãi suất khiến cho việc sở hữu một căn nhà nằm ngoài tầm với của rất nhiều người. Mặc dù vậy, trong cuộc họp đầu tiên của năm 2024 và tháng trước, Cục Dự trữ Liên bang chỉ tuyên bố sẽ tạm dừng nâng lãi suất. Về vấn đề hạ lãi suất, Chủ tịch Powell phủ nhận khả năng này sẽ xảy ra trong cuộc họp vào tháng 3. Chủ tịch Jerome Powell nhận định, chúng tôi muốn thấy những chuyển biến rõ ràng hơn, và lúc này các số liệu thống kê vẫn chưa đủ tốt. Không chỉ muốn chứng minh hiệu quả từ chính sách kinh tế, Tổng thống Biden còn muốn gây ấn tượng bằng chính sách an sinh xã hội. Trong năm thứ 3 triển khai đăng ký dịch vụ chăm sóc sức khỏe online, số người tham gia chương trình Obamacare đã lên đến con số kỷ lục là 21,3 triệu người. Theo trang tin The Hill, trong năm 2024 đã có thêm 5 triệu người đăng ký so với năm trước. Tổng thống Biden tuyên bố, hôm nay chúng tôi đã phá kỷ lục khi nói đến việc giảm chi phí và đảm bảo người Mỹ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng. Điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ được bảo hiểm theo luật và thêm phần yên tâm trong cuộc sống, không phải ngẫu nhiên đâu. Tôi muốn bảo vệ chương trình Obamacare. Và người dân Mỹ cũng nói rõ, họ không muốn đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng bị suy yếu và bãi bỏ. Họ muốn chương trình này sẽ được củng cố và bảo vệ.
Khi thời gian đăng ký 15 tháng 1 hết hạn, những người đã rút khỏi chương trình Medicaid sẽ được tham gia đến ngày 31 tháng 7 để đăng ký lại. Thời gian qua, Tổng thống Biden cũng kêu gọi áp dụng vĩnh viễn mức phí bảo hiểm được ban hành thông qua đạo luật giảm lạm phát. Ông cũng lên tiếng chỉ trích các đảng viên của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội vì luôn phản đối các chính sách chăm sóc sức khỏe. Ông nói, chính sách của Đảng Cộng Hòa sẽ loại bỏ những thay đổi mà tôi đã ký thành luật, làm tăng chi phí cho hàng triệu người. Nếu những đảng viên của Đảng Cộng Hòa cực đoan trong Quốc hội đi theo con đường của họ, hàng triệu gia đình sẽ phải đối mặt với chi phí chăm sóc sức khỏe tăng vọt, hoàn toàn mất quyền chăm sóc sức khỏe. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra khi còn có thể kiểm soát tình hình. Trong thời gian tới, tôi cũng sẽ tiếp tục đấu tranh để giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Ngược lại, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ muốn thay thế đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng ACA bằng một chương trình tốt hơn. Ông nói, Obamacare quá đắt và mặt khác thì không phải là dịch vụ tối ưu. Tôi sẽ nghĩ ra một giải pháp khác ít tốn kém hơn và người dân Mỹ sẽ cảm thấy phấn khởi vì quyết định này. Mặc dù vấp phải sự chỉ trích từ các cử tri của Đảng Cộng Hòa, nhưng chương trình Obamacare nhận được sự ủng hộ đáng kể trên toàn quốc với 60% người Mỹ tham gia. Sau nhiều lần thất bại tại Quốc hội, phần lớn các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã từ bỏ ý định loại trừ chương trình này. Thay vào đó, Đảng Cộng Hòa tập trung vào các vấn đề như kinh tế và tội phạm. Vào tháng 11 năm trước, ông Trump bất ngờ đưa ra lời chỉ trích đối với luật chăm sóc sức khỏe, khiến nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa phải trả lời khá thận trọng trước các câu hỏi của phóng viên. Thượng nghị sĩ John Cornyn của bang Texas cho biết không khẳng định về sự thay đổi đối với chương trình Obamacare. Ông cho rằng cần phải chờ xem mới biết được liệu Đảng Cộng Hòa có đạt được sự đồng thuận hay không. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Y tế Thượng viện, cũng bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng tìm được giải pháp thay thế cho Obamacare. Ông nói, nội bộ Đảng Cộng Hòa vẫn có sự chia rẽ ở Quốc hội, do đó sự thay đổi đối với chương trình Obamacare khó có thể xảy ra. Đối với ứng cử viên Haley, chính sách an sinh xã hội của bà cũng có sự khác biệt so với Đảng Dân Chủ. Trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa vào tháng 12 ở bang Iowa, ứng cử viên Haley cho biết bà sẽ nâng độ tuổi đủ điều kiện để nhận trợ cấp hưu trí nếu đắc cử là Tổng thống. Theo luật hiện hành của Mỹ, những người yêu cầu chế độ hưu trí sinh năm 1960 trở về sau phải đợi đến khi đủ 67 tuổi mới nhận được toàn bộ quyền lợi. Phóng viên của kênh CNN đặt câu hỏi với ứng cử viên Haley rằng, liệu các cử tri ở độ tuổi 20 có nên lên kế hoạch phải làm việc cho đến khi 70 tuổi nếu bà trở thành Tổng thống hay không? Cựu thống đốc bang Nam Carolina trả lời, họ nên chuẩn bị cho trường hợp Mỹ tăng tuổi nghỉ hưu. Đúng vậy, tôi sẽ điều chỉnh bởi tuổi thọ của người da màu đã tăng lên. Mặc dù vậy, ứng cử viên Haley không đề cập đến độ tuổi chính xác mà bà muốn tăng lên là bao nhiêu. Chúng ta bắt đầu phải xem xét những gì có thể làm để thoát khỏi tình trạng thâm hụt ngân sách. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả người Mỹ đều nhận được lợi ích, nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo các thế hệ con cháu của mình có được nền tảng tài chính vững chắc. Ứng cử viên Haley nói thêm. Với cuộc so kè giữa Tổng thống Biden và ông Trump, theo kết quả thăm dò của NBC News khảo sát 1.000 người vào cuối tháng 1, có 34% cử tri tán thành các chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden. Và đáng chú ý là có đến 60% không tán thành cách mà Tổng thống Biden xử lý xung đột ở dải Gaza. Về chính sách kinh tế, chỉ có 36% số người được hỏi tán thành các phương án của Tổng thống Biden. Với cựu Tổng thống Donald Trump, có đến 56% cử tri tin tưởng ông về chính sách kinh tế. Ông cũng dẫn trước Tổng thống Biden 23 điểm khi đề cập đến vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài ra, ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden 21 điểm về các vấn đề nhập cư, tội phạm và quản lý bạo lực. Đối với ứng cử viên Haley, khả năng giành chiến thắng trước ông Trump là rất nhỏ theo số liệu khảo sát. Điều đáng chú ý là những phát ngôn của ứng cử viên Haley đã thu hút được sự chú ý của ông Trump trong những tuần vừa qua. Như chúng ta đã biết, câu ngạn ngữ khi họ xuống thấp, chúng ta lên cao không có tác dụng đối với ông Donald Trump. Trong suốt thời gian qua thì khi càng gặp rắc rối về pháp lý, ông lại càng trở nên nổi bật hơn. Do đó thì ứng cử viên Haley không giống như các ứng cử viên nam khác, sử dụng giọng điệu rất đặc biệt để tìm thấy lợi thế trong cuộc cạnh tranh với vị cựu tổng thống. Rõ ràng, ông Trump biết rõ ưu nhược điểm của ứng cử viên Haley về tuổi tác và về giới tính. Trong lịch sử, phụ nữ thường gặp khó khăn hơn nam giới khi phải chịu đựng sự chế giễu của ông Trump. Để ứng phó với kinh nghiệm tương tác công khai với ông Trump qua nhiều năm, ứng cử viên Haley đã áp dụng kiểu trịch thượng, gợi nhớ đến việc bà đầm thép Margaret Thatcher nói chuyện với những đối thủ của mình ở Hạ viện. Đó là một phản ứng gay gắt, đầy mỉa mai đối với lập luận rằng phụ nữ thiếu phong cách chỉ huy trong chính trị. Để đáp trả dòng tweet của ông Trump, người dân Nam Carolina cảm thấy xấu hổ vì Nikki Haley. Cựu thống đốc bang Nam Carolina chỉ trả lời đơn giản, hãy chúc phúc cho trái tim bạn.
Bạn có thể không đồng tình, nhưng kỳ lạ thay, cách phản ứng này đã tạo ra hiệu quả. Từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử, ứng cử viên Haley cũng luôn duy trì thái độ này, khiến cho cựu Tổng thống Donald Trump trở nên thảm hại. Không phải ngẫu nhiên mà ông Donald Trump phải đăng lời đe dọa. Kể từ thời điểm này trở đi, bất kỳ ai đóng góp cho ứng cử viên Haley sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi trại MAGA. Quan điểm về chính sách an sinh xã hội của ông Trump và ứng cử viên Haley đã cho thấy sự khác biệt về chính sách kinh tế của Đảng Dân Chủ so với Đảng Cộng Hòa. Khi chính quyền của Tổng thống Biden muốn tăng chi tiêu, thì các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa lại muốn hạn chế thâm hụt ngân sách. Và sự khác biệt này cũng là dễ hiểu, bởi việc tăng chi tiêu sẽ tạo ra dấu ấn tích cực cho nền kinh tế Mỹ, góp phần tạo nên lợi thế cho Đảng Dân Chủ, và ngược lại thì Đảng Cộng Hòa lại không hề có lợi. Và vào lúc này thì cuộc đua đã bước vào giai đoạn quyết định. Và hãy chờ xem những điều chỉnh của Tổng thống Biden có tạo được ra sự khác biệt hay không. Đến đây thì nội dung của chương trình cập nhật bầu cử Mỹ cũng xin phép được ghép lại. Và nhân dịp năm mới, ban biên tập và thực hiện chương trình cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm cũng như là theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sự ủng hộ của quý vị luôn là động lực để khiến cho chúng tôi có thể hoàn thiện cũng như là truyền tải những thông tin hấp dẫn hơn trong thời gian tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.